Cơ duyên gì sư lại xuất gia chùa Nam Tông à, mà thấy có nhiều chùa Bạch Tông xin sư hoan hỷ. Có một vài lần sư có nói rồi, một vài lần sư có nói rồi. À, thì khi tính từ khi mà sư có cái ý định xuất gia thì có một khoảng thời gian sư đi tìm địa điểm, tức là không phải mình chỉ đơn giản mình khoác cái ba lô lên mà đi, mình tìm phải tìm hiểu coi những cái ngôi chùa nào đó phù hợp với mình, thích hợp để mình tu tập. Sư có một cái danh sách những cái ngôi chùa mà nếu như mà khi mà sư xuất gia thì sư có thể đến. Cái hôm mà sư đi xuất gia đấy, hôm nói chính xác là hôm mình bỏ nhà đi á, ha, thì sư đến chùa Nam Tông, đến ngôi chùa Nam Tông này trước. Bởi vì trước đó sư có cái băn khoăn, sư hỏi sư ngày cả trụ trì á, là nếu như mà sư xuất gia như vậy đó thì mẹ ai nuôi, mẹ tính làm sao. Thì sư ngày cả trụ trì trả lời rất là nhiều vấn đề, tại vì sư còn có em thì để cho em nó nuôi, rồi nhiều nhiều thứ lắm. Thì khi đó sư có nói là như vậy thì sau này khi mà con xuất gia thì con mong là ngày cả nhận, thì ngày cả có nhận lời. Rồi sau đó cho nên là cái hôm mà lần đầu tiên khi mà sư đi thì sư lựa cái chùa Nam Tông trước. Nhưng mà nó kẹt một nỗi đó là khi sư đến thì sư cả đi Campuchia và không có liên lạc được. Và những cái vị ở trong chùa đó thì không có dám nhận. Cho nên là sư đến chùa, sư ở từ sớm, sư ở từ sớm, ở tới chiều tối, chờ tới chiều tối đó. Nhưng mà các cái vị ở trong chùa không có dám nhận, và không liên lạc được với sư cả, thành ra sư cũng không ở lại được chùa nữa. Mà lúc đó thì túi tiền nó cũng hết tiền đó. Sư nhớ trong lúc đó trong túi như chỉ còn đâu có chừng 8.000, 8.000 bạc. Sư mới về, sư mới bắt xe. Lúc đó sư không nghĩ là sư sẽ về nhà đâu. Sư bắt xe, sư đến nhà của một cái huynh trưởng. Theo Phật giáo phát triển có một vị huynh trưởng. Thì hồi trước á, thì thường đi chùa và quen với vị này, thì sư mới nhờ vị này giúp. Và vị này mua cho sư, giúp đỡ sư, chở sư đến cái bến xe và mua sư vé lên trên thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt. Và có thêm một phần tiền nữa để mà trong trường hợp mà vì ở đó không được á, thì sư về Lâm ở Đồng Nai à, thường chiếu. Thì khi mà sư lên Trúc Lâm ở Đà Lạt, lên Trúc Lâm Đà Lạt, ở trên đó thì cái vị truy sự ở trên đó thì cũng không có nhận sư, không có nhận. Và sư trở về thường chiếu, và thường chiếu nhận. Thì khi sư ở một thời gian ấy, thì sư có cảm giác, sư có cảm giác là cái lý thiền thì nó cũng như vậy, nó không có hơn nữa, không có hơn. Và nó có vẻ như là nó chưa có hoàn toàn. Sư có một nhiều thắc mắc lắm. Ví dụ như nếu như mà mình nói là kiến tánh thành Phật, nếu mình nói kiến tánh thành Phật như vậy thì tại sao những cái vị tổ, rất nhiều những vị tổ kiến tánh mà chỉ có một vị Phật thôi? Như vậy có phải là những vị đó nói dối không?
Tại vì rõ ràng các vị đó nói là các vị đã kiến tánh, nhưng mà rốt cuộc thì cũng chỉ có một vị chánh đẳng giác. Ừ. Khi mà sư hỏi thì có vị trả lời là mặc dù kiến tánh rồi nhưng mà vẫn phải vun bồi ba la mật. Thì sư mới nghĩ là nếu như cần phải vun bồi ba la mật thì lấy tư cách gì mà mình xưng là kiến tánh thành Phật, nó không có đúng. Rồi đến những cái buổi lễ có tụng một vài cái bài kinh mà sư biết rõ là cái bài kinh đó Phật không có dạy, sư biết chắc như vậy, thì tự nhiên là mình có sự bài xích, mình phải tụng những bài mà Phật không có dạy, thì sư vậy nó đi ngược với giáo lý, cho nên sư bài xích nó chỉ một phần. Rồi có một vài cái bộ kinh ấy, một vài bộ kinh mà Hòa Thượng Nhất Hạnh nha, nếu như vị nào ở Bắc phát triển thì đương nhiên quý vị phải biết Hòa Thượng Nhất Hạnh. Hòa Thượng Nhất Hạnh khẳng định ấy là cái bộ kinh đó không phải do Phật thuyết. Và Hòa Thượng Thanh Từ khi mà trả lời thì Hòa Thượng cũng nói là nếu như không cũng không phải là Phật thuyết mà một cái vị Bồ Tát nào đó thuyết. Mà suy nghĩ là nếu một vị Bồ Tát tại sao dám lấy cái danh xưng là Phật? Tức là vị này vọng ngữ mượn mượn cái danh Phật để mà nói thì sư không đồng ý. Rồi khi mà chuẩn bị cho sư xuất gia thì nó có một cái kẹt, đó là có nhiều nơi ở Phật giáo phát triển sư thì sư có cái nguyện là mình phải giữ được cái giới, sư rất là muốn mình phải giữ được cái giới là cái nền tảng. Mà đối với nhiều vị đó, thì các vị đó lại có quan điểm là giữ giới là chấp, tức là nếu như mình giữ giới mà mình sống ở cái môi trường một vài cái môi trường thì cái việc mình giữ giới sẽ bị chê và sẽ bị trách, là mình còn chấp chấp gì về giới. Rồi khi mà sư trong một cái buổi lễ buổi lễ ra hạ ăn ra hạ truyền pháp thì hòa thượng ở Thường Chiếu có nói một cái câu như thế này, đó là tôi mong các thầy đó là có cái sở chứng gì đó các thầy trình bày lại, chứ còn mà các thầy chỉ nói là trong cái mùa ăn cư mấy thầy chỉ đúng giờ thì nhổ cỏ, đúng giờ thì lao tác, rồi đúng giờ thì hành thiền, thì như vậy nó có khác gì với ngày thường? Khi đó thì sư có một cái suy nghĩ, đó là giới là nền tảng, giới năng sinh định mà định năng sinh tuệ. Nếu như các vị không coi trọng giới thì định ở đâu ra? Mà nếu như đã không có định thì tuệ ở đâu ra? Và trong cái giai đoạn đó thì sư nghe đồn, sư nghe đồn là những vị ở Nam Tông ấy là giữ giới ngon lành lắm, nghe đồn thôi. Sư cũng tin, sư tin. Nhưng mà sư có suy nghĩ như thế này, ít nhất là ở môi trường Nam Tông thì cái việc mình giữ giới đó nó không có bị chê trách. Nghe kỳ ha, cái việc ở môi trường Nam Tông thì việc giữ giới sẽ không bị chê trách và sẽ không có bị chế giễu và không bị bài xích. Những đấy, sư có suy nghĩ như vậy. Rồi trong một cái buổi giảng pháp của một thầy rất là nổi tiếng ở đó, vị thầy đó có nói như thế này, là khi các thầy mà xuất gia thọ đại giới, thọ cửu túc giới xong rồi đó,
các thầy sẽ làm một cái việc đó là xả cái giới đó để mà thọ Bồ Tát giới. Thì sư nghe cái đó sư rúng động, bởi vì hai việc. Thứ nhất là một vị tỳ kheo mà vì đó xả giới, tức là tương đương với vị đó hoàn tục, nghĩa là vị đó không còn là tỳ kheo nữa, mặc dù là vị đó có đắp y đi chăng nữa thì vị đó cũng không còn là tỳ kheo khi mà vị đó đã quyết định xả giới. Cái thứ hai là Bồ Tát giới, với sự nghiên cứu của sư vào thời điểm đó, thì thấy rằng đây không phải là giới của Đức Phật mà đây là giới của những vị sau này. Bởi vì có một vài những cái mâu thuẫn đối với chánh pháp. Từ những cái mâu thuẫn đó, sư đưa ra một cái quyết định, đó là cái này không phải Phật thuyết. Mà như vậy thì sư xuất gia có thành tựu hay không? Cái sự xuất gia của mình có thành tựu hay không? Đấy. Đó là rồi thêm một cái lý do nữa, đó là khi mà sư chuẩn bị mà các thầy ở đó đó cho sư học giới Sa Di, cái quyển mà Sa Di học giới của ai mà tu Phật giáo phát triển thì có biết. Trong cái quyển đó nó mỗi một bài đó thì nó có một cái câu chú. Khi mà sư học ấy thì sư nghĩ như thế này nè. Câu chú mình gọi là chú nhưng thực tế nó là một cái câu kinh bằng tiếng Phạn. Mà đọc kinh là phải hiểu nghĩa kinh. Sư là sư không có đồng ý cái chuyện là mình đọc chú mà mình cái kiểu không có trí tuệ, mình tụng vậy đó mà mình không có hiểu nói cái gì hết trơn. Sư rất là phản cảm cái chuyện đó. Và sư nghĩ là ở Phật giáo Nam Tông ấy, Phật giáo Nguyên Thủy thì Pali ít nhất là có thể hiểu nghĩa. Tức là một cái câu Pali ví dụ như Anicca Vata Sankhara thì có thể hiểu, có thể dịch ra được, có thể hiểu. Thì như vậy là nó hơn rồi. Như vậy nếu như mình học ấy thì tại sao mình không học câu kinh Pali rồi mình có thể hiểu nghĩa, mà mình lại đi học một cái câu chú, nó cũng là kinh mà mình không hiểu nghĩa. Và sau đó sư lại nói chung là nó tổng hợp rất là nhiều nguyên nhân. Rồi sau đó sư đọc cái quyển Milindapanha, tức là Mi Tiên Vấn Đáp. Khi mà sư đọc cái quyển Mi Tiên Vấn Đáp á, thì sư mới có cái quyết định đó là mình phải tu theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì nó hợp với mình hơn. Và khi nó có một cái điều nó mình gọi là vi diệu như thế này. Đó là khi mà sư làm giới tử ở đó thì sư không có giữ tiền nữa. Thành ra khi mà có cái suy nghĩ nó bắt đầu nó khởi lên đó, là mình nên xuất gia theo Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà bây giờ tiền ở đâu mà đi đi tiền ở đâu đi xe. Thì sang buổi sáng ngày hôm sau, các vị ở đó đó xếp cho sư là phục vụ ở Hương Vũ Đường. Thì khi mà sư ra sư sắp xếp cái việc ở đó thì có cư sĩ có Phật tử đến và tự nhiên là cho sư tiền. Cho tiền thì cái tiền đó đủ để mà đi xe về. Thì sư nghĩ là cái nhân duyên như vậy đó nó cũng mà đủ rồi. Thành ra là sư về và về sau thì sư xuất gia ở chùa Nam Tông. Một cái lý do mà sư chọn cũng là trong số các ngôi chùa mà sư chọn chùa Nam Tông, đó là
chùa cũng tương đối thân quen và gửi mấy cái hũ cốt của gia đình, bố sư rồi ông bà nội rồi những cái vị người thân ở trong gia đình ấy thì có gửi ở đây, cho nên nói chung nó cũng là thân quen. Thì đó là cái lý do. Và sau khi mà sư tu một cái thời gian thì sư thấy một cái vấn đề như thế này. Cho tới bây giờ đó thì sư có suy nghĩ như thế này. Là có những vị khoác cái áo Nam Tông, nhưng thực tế vì đó không phải là một nhà sư nguyên thủy, mà vì đó chỉ là một ông sư Nam Tông, tức là cái y nó không làm nên một thầy tu. Ở cái môi trường nào thì cũng có những người tu giỏi và những người tu chưa có giỏi, và có những người chỉ là mượn là đổi cái lốt tu hành để mà phục vụ cho cái dục vọng cá nhân. Cái đó thì ở đâu cũng có, không riêng một cái hệ phái. Thành ra là nên tránh cái chuyện là mình bị mờ mắt bởi cái màu y của hệ phái. Rồi có những vị đắp cái y của Phật giáo phát triển, nhưng mà cái ruột lại là cái ruột nguyên thủy, tức là đối với vị đó, vì đó chỉ có ủng hộ Tạng Nikaya và phương pháp tu tập thì chỉ có theo Bát Chánh Đạo thôi. Tức là cái áo thì là áo phát triển, mà cái ruột là ruột nguyên thủy. Mà cũng có nhiều vị áo là áo nguyên thủy mà ruột là ruột phát triển. Rồi đương nhiên thì cũng có nhiều vị, bất kỳ một cái tông phái, một cái hệ phái nào thì chỉ đơn giản là mình đội cái lốt, đội cái màu, mượn cái màu y để mà phục vụ những cái dục vọng cá nhân. Cũng có những vị tu rất là đàng hoàng, có mục đích, có cái hướng tới, nhưng mà tìm chưa đúng thầy, chưa đúng bạn. Rồi có những vị rất là có cái ước nguyện nhưng mà lỡ đi lạc đường, nhưng không có dám quay đầu lại. Thành ra đó, cái gì cũng có hết trơn. Cái gì cũng có, cái hạng gì cũng có.